Rồi kia các bác thì cũng có anh em bảo là cái điện thoại LG ấy, thì cái thông số là sạc được 25W ấy, thì không bao giờ là đạt được ấy. Thì thực ra ấy, là vẫn đạt được các bác nhé. Ví dụ như đây này, nó đang 18 này, thì lúc nãy ấy, nó còn lên đến 23 nhé các bác nhé. Lúc nãy nó còn lên đến 23 ấy. Nhưng mà vấn đề ở đây này là cái phần mềm của LG ấy, người ta quản lý cái phần sạc nó cứ cùi chuối kiểu gì các bạn. Thế là ví dụ như đang là cái này nhé, cái máy này là em vừa mới thay cái chân sạc mới tinh nhé các bạn nhé, cái cụm sạc zin mới tinh, có nghĩa là gần như là nó đạt được sự lý tưởng đấy các bác, và đang dùng cái bộ sạc là bộ sạc LG 25W chính hãng zin luôn các bạn nhé, mới tinh luôn nhé. Đấy thì nó đang đạt được cái thông số khá là cao như thế này, ví dụ đây đang 17W này đúng không? À, thì lúc nãy nghĩa là trước khi em quay clip này thì nó được những 23W nhé các bác nhé, 23W luôn đấy, em hơn 23 luôn đấy. Thì bây giờ em sẽ bật cái màn hình lên nhé, bật màn hình lên này. Đấy, các bác thấy không? Nó lại giảm luôn về 10W này, lại giảm luôn về 10W này. Đấy, rất là củ chuối luôn. Đấy giờ nó còn có 2W, 2-3W luôn, sợ không? Các bác thấy không? Nó cứ kiểu gì ạ. À, bây giờ nhá, tắt màn hình đi lại này, đó để xem nó được bao nhiêu watt. À, mức pin bây giờ đang là mức pin thì bây giờ đang là tầm 55% nhé, 55% bây giờ 3W nhé. Tắt tắt cái màn hình đi này. Tất nhiên ý, các bác phải sạc từ từ cái mức điện áp dưới 50 nhé. À, em tại vì khi mà lên đến 70-80% pin ý, thì cái sạc nó rất là lâu và cái watt của nó cũng gần như là chỉ có 1-2W thôi. Cái đấy thì anh em ai cũng biết, nhưng mà muốn thấy cái công suất sạc nó lớn thì các bác nên nên sạc nó từ cái lúc nó mà dưới 50% pin ấy, thì đấy nó mới, có nghĩa là cái mức pin càng thấp ấy, thì nó sẽ nâng cái công suất sạc lên càng cao, kiểu như vậy. Đấy các bác này, đang tắt mình nó sẽ dần dần nó lên số watt một chút. Đấy, nó lên, đang lên này, đang lên nhá. Đấy, 9-10 thôi. Giờ đang có 7 này. Đấy. Cứ đợi một lúc, phải đợi một tẹo các bạn, phải đợi một tẹo. Phải đợi một tẹo thì nó mới lên. Phải đợi một tẹo nhá. Đấy. Đấy bây giờ nó lại hình như nó không lên nữa. Đấy. Mặc dù là vẫn là cái bộ sạc đấy, vẫn là cái dây đấy, vẫn là cái kết nối đấy, nó không, em không có thay đổi gì cả. Đó. Thì bây giờ em sẽ thử tắt nguồn đi nhé. À, tại vì anh em cũng có thấy anh em bảo là tắt nguồn đi thì sạc nó nhanh hơn. Đây, tắt nguồn đi này. Vẫn cứ để sạc như vậy và tắt nguồn đi. Đó, tắt nguồn đi nha. Thử tắt nguồn đi xem là công suất sạc nó có lên không. Đấy, tắt bây giờ là tắt nguồn này các bác nha. Để xem ở đây vẫn 55% này, đang tắt nguồn đấy. Đấy các bác thấy không? Khi mà tắt nguồn này, khi mà tắt nguồn này công suất sạc nó lên cao hơn này. Đấy các bác thấy không? Đấy 23W này, đấy, đấy thấy chưa? 23W này. Đó. 23W nhá. Đấy, đây này. Em sẽ rút cái cục sạc ra nhá, rút cục sạc để cho các bác biết được là em đang dùng cái cục sạc nào. Đây. Em rút ra này. Đó, rút ra rồi đấy, mất rồi nhá. Đây. Thì em đang dùng cái củ sạc LG này chính hãng các bác nhé, chính hãng, và củ sạc này chính hãng 25W nhé. Mặc dù cái dây này là cái dây ăn cơ, cái dây mà em đang dùng đây này, cái dây em đang dùng là dây ăn cơ nhé. À, em còn chưa dùng cái dây zin theo cái củ này thì nó cũng tương tự thôi. Cái này thì em đã test rồi. Đây, cái thông số của sạc này em đang quay nó hơi mờ, các bác thông cảm. Để em bật cái đèn này ra để cho biết cái thông số của nó ấy. Đây. Đây các bác có thể thấy được cái thông số này. Đó đó. Và em đang có bán cái củ này nha các bác nhé. Thực sự là ở trong điều kiện lý tưởng nó vẫn có thể đạt được 25W. Đó, tất nhiên nó không thể đạt đạt được chính xác 25W nhưng mà nó vẫn có thể tiệm cận được như vậy. Đó, thì cái clip này em làm tại vì có một bác comment ở cái clip của em là
LG láo, quảng cáo sạc 25W nhưng mà không bao giờ có chuyện đấy, chỉ toàn tầm 10W đổ lại thôi. Thì thực ra là ở điều kiện lý tưởng nó vẫn có nha các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.